Nếu bạn còn một giây để sống bạn sẽ làm gì? Nghĩ về người thân ư? Đây là bộ phim viễn tưởng về tương lai trái đất sẽ bị diệt vong và màn cứu nguy đầy kịch tính. Xin chào các bạn, lại là mình. Ruby xinh đẹp đây. Hôm nay Ruby sẽ mang tới cho các bạn một bộ phim mang viễn cảnh trái đất bị diệt vong bởi những thiên thạch đâm vào trái đất. Bắt đầu ngay thôi nào. Thiên thạch bắn phá trái đất, những trận địa chấn càn quét mọi thứ. Chúng lao xuống trái đất với tốc độ hàng chục nghìn km/h. Các tòa nhà bị thiên thạch bắn phá rồi sụp đổ trở thành đống đổ nát, khói bụi bao trùm một vùng rộng lớn, cảnh tượng hỗn loạn xảy ra. Sau 18 ngày nữa, sẽ có một thiên thạch siêu to khổng lồ rơi xuống trái đất. Lúc đó, trái đất vỡ trận, loài người sẽ đi theo con đường của khủng long. Trước tình hình cứu thoát cả nhân loại thế này, Nakha triệu tập cuộc họp siêu cấp tốc. Sau khi vận hết nội lực của bộ máy thì may mắn cuối cùng họ đã có được phương án dễ không tưởng nhưng lại tưởng không dễ. Đó là đưa người lên trên bề mặt của thiên thạch, đục một hố sâu 300m, đặt bom nguyên tử vào rồi kích nổ thiên thạch phá hủy trong không trung để thay đổi đường đi của nó, tránh và chạm với trái đất. Nhưng khoan hô thế nào, ai sẽ là người thực hiện? Thế là Nakha đưa máy bay trực thăng hạ cánh tại giàn khoan dầu ở Biển Đông để mời nam chính tên Haji, thợ khoan giỏi nhất thế giới. Nam chính luôn làm việc trên biển thì làm sao nhìn thấy được thiên thạch? Chưa từng nhìn thấy thiên thạch, không rõ được đầu đuôi câu chuyện thế nào, NASA đưa người tới đây, nam chính còn tưởng họ đang trêu mình. Chỉ khi ông cùng con gái đến NASA, nghe cục trưởng giải thích tường tận thì họ mới hiểu ra họ đang gánh vác trọng trách cứu sống cả nhân loại. Tất nhiên nam chính không từ chối. Nhưng khi nam chính thấy mũi khoan mà Nakha thiết kế để khoan sao hỏa thì ngạc nhiên hỏi sao các người lấy cắp thiết kế của tôi. Cục trưởng giải thích hiện tại chỉ có nó mới cứu được trái đất nên chúng tôi cần anh sửa chữa nó. Không chỉ vậy, người của NASA còn yêu cầu nam chính huấn luyện một đội khoan toàn lính mới, trong khi lãnh đạo thì yêu cầu hoàn thành nhiệm vụ trong 18 ngày, cứu cả nhân loại. Nam chính nói rằng tôi có thể sửa mũi khoan nhưng bắt buộc phải đổi người. Người được ông chọn đều là người giỏi và lĩnh vực chuyên môn cao. Cục trưởng tin tưởng thợ khoan giỏi nhất thế giới này đồng ý yêu cầu của nam chính. Thế rồi nam chính nói ra những cái tên đấy, FBI lập tức hành động bắt giữ Ruby, nhầm đó là mời đến những người mà nam chính chọn. Nhưng nhóm người điên khùng này trông chẳng có vẻ gì là đáng tin cậy cho lắm. Trong đó có chàng trai tên là Aji dám tán tỉnh con gái của nam chính, khiến ông mang súng ra để dằn mặt hắn. Cục trưởng thấy họ như vậy chỉ có thể cười nhạt lúc này. FBI Kim Sei chỉ ra rằng họ chỉ là đám người xã hội đen thu tiền, lập kế hoạch cướp bóc, thậm chí còn từng ngồi tù để nhóm người như vậy cứu trái đất. Đúng là một chuyện hoang tưởng không có thật. Không ngờ lúc này nam chính đi tới cầm tập giấy và nói rằng muốn họ cứu trái đất thì cũng phải đáp ứng điều kiện cho họ. Thanh toán 56 hóa đơn phạt ở 7 tiểu bang, hai người bạn gái của Fred muốn làm công dân Mỹ. Bèo muốn sống trong Nhà Trắng một tuần. Kim Sei nghe xong mặt tái như đít nhái. Nakha tiến hành kiểm tra bọn họ. Nhóm người này càng không đạt tiêu chuẩn. Thế nhưng lúc này lại có một mảnh thiên thạch rơi xuống. 50.000 người không may thiệt mạng. Toàn thế giới đều biết ngày tận thế đang đến. Mọi người đều hoang mang. Quân đội không thể không phê chuẩn cho nhóm của nam chính. Thế là biệt đội giải cứu thế giới đã được thành lập. Họ cấp bách tập luyện những bài tập của nhà du hành vũ trụ nhiều năm. Bây giờ chỉ tập trong 12 ngày, ngồi máy bay chiến đấu rồi nhào lộn cảm nhận trạng thái không trọng lực, lặn xuống nước. Mô phỏng hoàn cảnh không trọng lực, họ thử nghiệm dùng xe khoan. Sau một loạt các bài huấn luyện, họ chào tạm biệt với người thân, thư giãn một chút, chuẩn bị hành động dưới sự theo dõi của hàng tỷ người. Họ bước trên thảm đỏ rồi chiêu người sang hai phi thuyền độc lập và tự do. Ngựa phi hành đoàn và hai chiếc xe quanh bay vào không gian. Sau 8 phút, phi thuyền đã lên tới độ cao 300 km. Họ dựa theo kế hoạch đầu tiên là tới trạm không gian để nạp nhiên liệu. Hai phi thuyền kết nối thành công với trạm không gian. Một nhóm người lần đầu bay vào không gian, cố gắng thích ứng với trạng thái không trọng lực. Họ vào trong nghỉ ngơi, thế nhưng lại xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Trạm không gian không sửa chữa, đường ống nạp nhiên liệu bị rò rỉ, áp suất đột ngột tăng cao. Aji nhanh chóng ấn nút cầu cứu nhưng mọi người đang không nhìn màn hình nên đã không thấy. Đến khi nhận ra nhiên liệu bị rò rỉ thì đã quá muộn, họ lập tức dừng lại và rời đi. Nam chính phát hiện Aji bị mắc kẹt, muốn quay lại cứu nhưng bị mọi người ngăn cản. Thấy trạm không gian bị lửa nuốt chọn, phi hành gia quay lại mở lối thông gió đưa Aji đi qua nơi âm 100 độ này để thoát chết. Cuối cùng, trước khi phát nổ, họ đã kịp quay lại phi thuyền thành công, vận chuyển 90% nhiên liệu. Hai phi thuyền không có thương vong nhưng mở đầu này khiến toàn thế giới vô cùng lo lắng. Nhóm người tiếp tục nhiệm vụ. Họ bay vòng ra phía sau mặt trăng, lợi dụng lực hấp dẫn của mặt trăng để tăng tốc đuổi kịp và hạ cánh xuống thiên thạch. Thế là dưới tác động của lực hấp dẫn, phi thuyền tăng tốc cuối cùng đã nhìn thấy thiên thạch nhưng lại xảy ra việc ngoài ý muốn. Thiên thạch khổng lồ trông rất nguy hiểm. Vô số mảnh thiên thạch không ngừng rơi xung quanh thiên thạch khổng lồ. Chúng giống như đạn bắn vào phi thuyền. Phi thuyền cố gắng tránh né, nhưng chuyện không may vẫn xảy ra. Phi thuyền độc lập lãnh đạo bởi Aji bị đâm trúng ngay lập tức, mất kiểm soát trực tiếp, rơi xuống bề mặt thiên thạch và mất liên lạc. Phi thuyền tự do lãnh đạo bởi nam chính cũng không khá hơn là bao vì để tránh né mảnh thiên thạch, họ bắt buộc phải hạ cánh khẩn cấp, mặc dù thành công đáp đất nhưng cách rất xa địa điểm. Dự tính đây là khu số 9 máy địa chất cho thấy đây là một vùng toàn sắt hà cực kỳ cứng, khoan rất khó, nhưng bây giờ mà đổi địa điểm khi e là không kịp. Nam chính lạc quan cho rằng lớp sắt cùng lắm là sâu 16m, hạ lệnh khoan ngay lập tức. Thế nhưng lớp giáp thực sự quá dày. Sau 2 tiếng rưỡi khoan, máy biến tốc phát nổ, hai mũi khoan siêu cứng đã phế.
Họ chỉ mới khoan được 17 mét, nhưng điều tồi tệ nhất là cứ theo tiến độ này 10 tiếng, mỗi khoan xong 300 mét. Lúc đó thiên thạch đã vượt qua điểm mốc, các mảnh thiên thạch sẽ rơi xuống trái đất không thể ngăn chặn được nữa. Cơ trưởng SAT liên lạc với trung tâm chỉ huy ở trái đất báo cáo tình hình, mặc cho nam chính nhất đi nhắc lại rằng việc quan trọng là như vậy. Các ông nên nghe tôi, nhưng trung tâm chỉ huy cho rằng lực hấp dẫn của mặt trăng đang làm nhiễu tín hiệu, sau 5 phút sẽ mất tín hiệu. Lúc đó bom hạt nhân sẽ không thể kích nổ từ xa. Họ quyết định sẽ hẹn giờ cho bom nổ sắp nhận được mệnh lệnh khởi động chương trình khẩn cấp, sau đó rời đi. Nam chính đang sửa máy móc, thấy đồng hồ đột nhiên đếm ngược mới biết là phía trái đất đã khởi động bom hạt nhân. Nam chính tỉnh tới, sắp hét lớn rằng cấp dưới của tôi đang khoan ở dưới đó, sắp nói rằng chỉ còn 2 phút thôi, không có cách nào lo cho họ. Nam chính tức điên bắt đầu đánh ông ta, không ngờ SAT có súng, lập tức rơi vào bế tắc. Nam chính đông hiếp yếu, cuối cùng đánh bại SAT, nam chính thả ông ta ra. Bình tĩnh phân tích tình hình, chưa đến độ sâu 300 mét mà cho nổ bom thì cũng chỉ như bắn pháo hoa trên bề mặt mà thôi. Thiên thạch vẫn sẽ rơi xuống trái đất và sẽ bỏ qua cơ hội sống sót cuối cùng. Nam chính đã làm nghề này 30 năm. Ông quả quyết bản thân có thể khoan 300 mét đúng thời hạn và hoàn thành tốt nhiệm vụ sắp bị thuyết phục. Hai người hợp sức khi đồng hồ đếm ngược còn 3 giây đã thành công. Gỡ được quả bom, mọi người thở phào nhẹ nhõm, lắp đặt máy, biến tốc xong, họ tiếp tục khoan. Thế nhưng nhóm thợ khoan không thông qua bài kiểm tra này và thời khắc quan trọng lại xảy ra vấn đề mụn cấp giữ đột nhiên mắc chứng ảo tưởng. Trong không gian anh ta cầm vũ khí bắn vào thiết bị máy móc hạt. Mặc dù anh ta nhanh chóng bị khống chế nhưng vẫn có ngọn lửa xanh bùng lên. Ngay sau đó, thiên thạch đột nhiên xảy ra chấn động, mặt đất tách ra. Ngọn lửa xanh không ngừng bùng lên, chiếc xe khoan cùng người điều khiển trực tiếp bị hất tung. Nam chính hoàn toàn tuyệt vọng, quỳ xuống dưới đất phía trái đất, nhận được tin tức rồi chính thức thông báo với toàn thế giới rằng nhiệm vụ thất bại, có người trốn xuống dưới hầm. Có người ôm lấy người thân đau khổ đón nhận chỉ vài tiếng trước khi cuộc sống kết thúc. Cùng lúc đó, bốn thiên thạch khổng lồ xuyên qua tầng khí quyển, trong đó có một thiên thạch rơi xuống, tạo thành một vụ nổ cực lớn, lập tức quét sạch toàn bộ thành phố. Trung tâm chỉ huy lại một lần nữa hạ lệnh cho nổ bom hạt nhân. Nam chính cũng lực bất tòng tâm. Chính vào lúc này, trên núi xuất hiện một đốm sáng là Ari và chiếc xe khoan còn lại. Hóa ra phi thuyền độc lập sau khi bị mảnh vụn đâm trúng đã rơi xuống bề mặt thiên thạch, nhưng anh ấy và hai đồng đội đã may mắn sống sót. Họ lái xe khoan đi xuyên qua núi, đến một vực sâu. Ari đi xuống thăm dò. Thấy đã, đang bay trên không trung, anh mới nhận ra ở đây không bị tác động bởi trọng lực xoay quanh bay qua vực bay trên không trung hả? Đồng đội mạo hiểm để sửa máy gia tốc cho xe đi đến trước mặt Harry. Chỉ còn một tiếng đồng hồ, nhân loại đã có hy vọng sẽ khoan khởi động lập tức tiến hành. Khoan hiện tại đã khoan được 225 mét. Harry lấy dao, mũi khoan và máy biến tốc. Cuối cùng, mạng sống của loài người đều phụ thuộc vào chúng. Thế nhưng khi đã khoan được 290 mét, thiên thạch lại xảy ra chấn động nửa xanh bùng lên. Azi thấy thời gian không còn kịp nữa nên muốn mặc kệ tất cả tiếp tục khoan. Nam chính nhìn Azi đặt cược vào mũi khoan và máy biến tốc, cuối cùng chọn cách tin tưởng đồng đội. 293 nhiệm vụ hoàn tất khi mọi người đang vui vẻ ăn mừng. Chấn động kịch liệt lại ập đến, họ liều mạng né tránh nhưng vẫn có một thành viên không may thiệt mạng hy sinh tại chỗ. Không chỉ có vậy, chấn động lần này đã phá hỏng máy kích nổ bom hạt nhân từ xa. 18 phút sau, thiên thạch sẽ vượt qua điểm mốc bắt buộc phải có một người ở lại kích nổ thủ công và người đó chắc chắn sẽ chết. Thế nhưng chỉ có như vậy mới cứu được trái đất. Mọi người quyết định rút thăm và người được chọn là Azi. Anh ấy sảng khoái chấp nhận số phận, nói rằng anh ấy tình nguyện hy sinh. Thế nhưng khi nam chính tiễn Azi ra ngoài, ông ấy đột nhiên đánh ngã Azi, đẩy Ari trở lại bùng rồi khóa lại. Nam chính quyết định thay Azi đi chết. Ông ta dặn dò Azi hãy chăm sóc tốt cho con gái ông đó mới là nhiệm vụ của cậu. Nam chính nhìn hình ảnh Ali gào khóc dần xa. Ông đi đến chỗ liên lạc và gọi cuộc điện thoại cuối cùng cho con gái. Trong điện thoại, con gái ông nghĩ cha mình đã an toàn, nhưng không ngờ đây lại là cuộc trò chuyện cuối cùng của họ. Trước khi từ biệt, hai cha con đã làm hòa trong tiếng khóc của con gái. Nam chính ngắt điện thoại. Màn hình bắt đầu đếm ngược, phi thuyền tự do đã sửa xong, bộ khởi động thành công bay lên. Thời gian đếm ngược còn một phút. Nam chính cố gắng giữ vững trong cơn chấn động cuối cùng. Ngắm nhìn trái đất màu xanh tuyệt đẹp trước mắt, ấn nút kích nổ bom. Thời gian đếm ngược 0,1 giây. Những hình ảnh của con gái hiện ra trước mắt nam chính mang theo ước nguyện tươi đẹp này cùng với thiên thạch nổ vỡ vụn trong không gian. Nó như một bông hoa màu trắng khổng lồ nở rộ trong không gian. Nhiệm vụ thành công từ trung tâm chỉ huy đến các nơi trên thế giới, mọi người thoát chết, hoàn hồ vui mừng. Phi thuyền tự do đưa 7 thành viên còn lại an toàn trở về. Họ là những anh hùng đã cứu sống tất cả nhân loại, đôi khi những kẻ mà xã hội cho rằng đó là sự nguy hiểm. Phá hoại lại trở thành những người cứu rỗi cả thế giới. Cuộc đời không ai biết được chữ người, phải không các bạn? Các bạn nghĩ sao về bộ phim này? Hãy để lại bình luận bên dưới để Ruby biết nhé. Nếu thấy hay, cho Ruby xin một like, một sub cũng như bấm chuông để không bỏ lỡ bất kỳ bộ phim nào đến từ Ruby nhé. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người. Bye bye.